Teresa đi chơi nhảy dù. Đồ thị dưới đây biểu diễn hàm số HT miêu tả độ cao H đo bằng mét theo biến thời gian T đo bằng giây. Bây giờ hãy nhìn đồ thị ở đây, nó nhìn hơi lớn để mình thu nhỏ lại một chút. Và mình có thể thấy tại thời gian là 0, độ cao của cô ấy là 700m và khi thời gian tăng lên, mình di chuyển ở bên phải thì độ cao của cô ấy sẽ giảm xuống. Độ cao của cô ấy giảm xuống càng lúc càng nhanh hơn khi mình di chuyển qua bên phải. Độ cao của cô ấy giảm với tốc độ rất nhanh từ khi bắt đầu cho đến mốc thời gian 10 giây sau khi cô ấy nhảy. Nhưng sau đó mình có thể thấy đột nhiên tốc độ giảm của cô ấy chậm hẳn lại. Cô ấy vẫn giảm độ cao xuống khi thời gian đếm tăng lên nhưng với tốc độ chậm hơn hẳn. Và mình có thể nói cô ấy đang giảm độ cao hoặc tốc độ thay đổi độ cao đang theo chiều hướng ít âm hơn. Ở đây có xu hướng khá là mạnh theo chiều âm. Nhưng sau đó nó có tốc độ ít âm hơn ở đây. Độ cao của cô ấy thay đổi theo tốc độ ít âm hơn và điều đó là hợp lý vì đây là khi cô ấy bung dù sau 10 giây. Thì cô ấy bung dù, cô ấy nhảy xuống tại giây 0, giây 10 thì cô ấy bung dù. Được rồi, giờ hãy xem đề bài yêu cầu chúng mình làm gì. Đề bài yêu cầu hoàn thành câu sau, giữa giây thứ 3 và giây thứ 8 sau khi cô ấy nhảy, độ cao của cô ấy đã giảm xuống theo trung bình ước chừng là bao nhiêu mét mỗi giây. Điền vào khoảng trống đây, đó là giữa giây thứ 3 và giây thứ 8. Vậy tại giây thứ 3, lúc thời gian là 3 ở ngay đây. Hãy xem H3 là gì. Độ cao của cô ấy là bao nhiêu tại giây thứ 3? Và vì mình chỉ nhìn vào đồ thị nên mình chỉ sẽ ước chừng nó. Tại 3 giây, độ cao của cô ấy nhìn có vẻ gần với... chúng ta sẽ chỉ cần ước chừng độ cao của cô ấy sau 3 giây. Thì nó đâu đó trong khoảng chừng giữa 600 và 700. Có vẻ là khoảng 650m. Và tiếp theo đến giây thứ 8. Độ cao tại giây thứ 8, hãy nhìn vào chỗ giây thứ 8. Có vẻ là khoảng giữa 350 và 400. 350 và 400 ở đây ha. Nên mình nghĩ là độ cao của cô ấy tại giây thứ 8, thực ra thì mình chỉ ước chừng nên mình sẽ dùng dấu gần bằng ở đây. Độ cao của cô ấy sau 8 giây nhìn như là khoảng 375m vậy. 375m. Mình muốn tìm tốc độ thay đổi độ cao trung bình ước chừng. Thật ra nếu muốn tìm tốc độ thay đổi trung bình thì mình cũng tìm tương tự như tìm hệ số góc của đường thẳng nối hai điểm này. Hệ số góc của đường thẳng này sẽ là tốc độ thay đổi độ cao trung bình của cô ấy theo thời gian. Và tốc độ thay đổi trung bình của cô ấy chính là sự thay đổi độ cao trên sự thay đổi thời gian trong khoảng cách đó. Sự thay đổi độ cao trong khoảng từ giây thứ 3 đến giây thứ 8, để mình ghi theo cách này, đó là độ cao tại giây thứ 8, H8 trừ đi độ cao tại giây thứ 3, H3, đó là sự thay đổi độ cao. Còn sự thay đổi thời gian là gì? Cô ấy hoàn tất tại giây thứ 8 trừ đi điểm cô ấy bắt đầu tại giây thứ 3. H8 như mình đã ước chừng ở trên là 375m và H3 đây là 650m. Và dĩ nhiên là 8 trừ 3 là sẽ bằng 5. Mình muốn nhấn mạnh lại đây chỉ là tốc độ thay đổi trung bình sắp xỉ của cô ấy trong khoảng từ giây thứ 3 đến giây thứ 8 mà thôi. Độ cao thay đổi từ H3 đến H8 sẽ là, xem nào, 375 trừ cho 650. Nếu mình lấy 375 trừ cho 675 sẽ là âm 300. Mình có âm 300. Nhưng mình không trừ cho 675 mà lại trừ cho 650 nên mình cần bù lại 25. Nên nó sẽ là âm 275 rồi chia cho mẫu số là 5. Hãy kiểm lại để chắc là mình đã làm đúng nhé. Mình có 375 trừ 650 bằng âm 275. Có đúng không nào? Xem nào, 275 cộng cho 375 là 650, vậy là đúng rồi. Giờ hãy thực hiện phép chia 5 này, 275 chia 5 sẽ được bao nhiêu? Mình thấy 27 chia 5 được 5, 5 x 5 là 25. 27 chia 25 bằng 2, mang 5 xuống, 25 chia 5 bằng 5 lần và chia hết, nên là không có số dư. Vậy kết quả phép chia ở đây sẽ là bằng âm 55.
Đơn vị độ cao là mét nên kết quả phép chia sẽ là đơn vị là mét trên giây. Vậy sự thay đổi độ cao trung bình của cô ấy chính là sự thay đổi độ cao chia cho sự thay đổi thời gian. Trong khoảng 5 giây này là âm 55 mét trên giây. Hệ số góc của đường thẳng nối hai điểm này ở ngay đây là âm 55. Tới đây có lẽ bạn rất muốn điền âm 55 vào đây là xong rồi đúng không? Nhưng mà khoan đã, hãy suy nghĩ cẩn thận liệu con số đó có đúng hay không. Nếu mình điền âm 55 vào đây, mình đề được cho sẽ là trong khoảng thời gian từ mốc 3 giây đến 8 giây. Sau khi Teresa bắt đầu nhảy, độ cao của cô ấy sẽ giảm trung bình sắp xỉ khoảng âm 55 mét mỗi giây. Lưu ý động từ giảm ở đây quan trọng bởi vì nó đã ám chỉ đến chiều giảm ở đây. Trong khi đó, nếu mình sử dụng dấu âm, mình cũng đề cập đến sự giảm độ cao với tốc độ 55 mét mỗi giây. Như vậy, tốc độ thay đổi trung bình chính là sự thay đổi độ cao chia cho sự thay đổi thời gian. Và đó là sự giảm 55 mét mỗi giây. Vậy dấu âm đã cho mình biết rằng nó đang giảm xuống nên chúng ta không giảm với một tốc độ âm nữa. Nên mình phải nói là giảm với tốc độ 55 mét mỗi giây. Vậy mình phải điền vào đây là 55 mét mỗi giây. Nhưng nếu ở đây họ hỏi chúng ta là tốc độ thay đổi độ cao trung bình trong khoảng, để mình ghi ra đây nào. Tốc độ thay đổi độ cao trung bình trong khoảng, để mình ghi ra đây, tốc độ thay đổi trung bình của H từ 3 giây đến 8 giây là bao nhiêu? Thì khi đó câu trả lời sẽ là âm 55 mét mỗi giây. Còn khi đã nói rằng độ cao của cô ấy giảm thì chữ giảm đã bao hàm dấu âm ở đây rồi, nên mình sẽ không dùng dấu âm cho con số nữa. Tóm lại là dấu âm trong con số đã mang nghĩa giảm, nên nếu đã dùng từ giảm thì không dùng dấu âm, còn nếu đã dùng dấu âm thì không dùng từ giảm trong mệnh đề. Hy vọng rằng vấn đề đã được làm sáng tỏ.